đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta cười chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2019, và là buổi phát thanh lần thứ 2918 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Bị cách chức vì lên mạng loan tin là ông Nguyễn Phú Trọng đã chết. Sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình vẫn chưa gặp được luật sư sau khi bị bắt. Bộ Tài nguyên Việt Nam thừa nhận về số lượng chất thải của Formosa. Dịch tả heo phi châu bộc phát ở Bình Phước. Mỹ, Nhật, Ấn và Phi cùng tập trận ở Biển Đông để thị uy Trung Cộng. Bắc Hàn lại thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa. Đài Loan mở xưởng đóng tàu ngầm để đối phó với Trung Cộng. Phó thủ lãnh đối lập Venezuela bị bắt giam. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, Hoàng Ân sẽ gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Cánh Cò mang nội dung mỉa mai nhà nước ta té nước theo mưa trong sự kiện Đoàn Thị Hương được Malaysia trả tự do. Giữa chương trình là chuyên mục Bà Ngang Tán Dọc, tuần này tán mạng chuyện ông Trọng mất tích và anh bà Sam Nguyễn Hữu Vinh ra tù. Sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh ông Lưu Văn Vịnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ trình bày sau đây. Ông Lê Hữu Thuận, trưởng khoa trường chính trị tại Hà Tĩnh vừa bị cách chức sau khi loan tin là Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chết. Nội vụ bắt đầu vào hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 5 trên mạng Facebook. Ông Thuận đưa ra câu trả lời về sự vắng mặt của Nguyễn Phú Trọng trong tang lễ của Lê Đức Anh. Nguyên văn xin trích: ông Trọng đã ổn rồi, làm sao có mặt trong tang lễ? Hết trích. Quyết định cách chức ông Lê Hữu Thuận được Ban giám hiệu trường chính trị đưa ra hôm 8 tháng 5 với cáo buộc là ông này đã tung tin sai sự thật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín của đảng và nhà trường, đồng thời tạo sự phẫn nộ trong dư luận. Sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình vẫn chưa được Công an Cộng sản Việt Nam cho phép gặp gỡ luật sư sau khi bị bắt giam suốt 10 tháng qua với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người được gia đình trao quyền bào chữa cho anh Thanh Bình, xác nhận tin trên vào hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 5. Ông Miếng cho biết là theo đạo luật tố tụng, bị can có quyền được gặp luật sư trong vòng 24 giờ sau khi bị bắt. Thế nhưng, ông Miếng đã nhiều lần gửi thư đến các cơ quan tư pháp, nhưng không có hồi âm. Được biết, sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình, 23 tuổi, bị bắt giam vào tháng 7 năm ngoái với cáo buộc là một thành viên thuộc tổ chức Quốc nội Quật Khởi. Cùng bị bắt có ông Huỳnh Đức Thịnh, cha ruột ông Bình, và ông Michael Phương Minh Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt. Sau mấy ngày im lặng, vào hôm thứ Tư 8 tháng 5, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tuyên bố họ không hề nhận được báo cáo của Công an Hà Tĩnh về lượng chất thải lên đến 900.000 tấn, hiện đang chất đóng ở nhà máy gang thép Formosa. 4 ngày trước đó, trên trang mạng của cơ quan này, giới chức Công an Hà Tĩnh cho biết là không đủ khả năng kiểm tra trong việc xả thải của nhà máy Formosa. Tin này bị gỡ bỏ chỉ vài giờ sau đó, nhưng được nhiều tờ báo đảng trích đăng lại. Theo bản tin nói trên, thì lượng rác thải của Formosa, đặc biệt là các xỉ thép, lên đến hơn 3 triệu tấn mỗi năm, nhưng không rõ chúng sẽ được chôn nơi đâu. Tuy nhiên, theo ước tính, thì trong khu đất của nhà máy hiện đang tồn đọng khoảng 900.000 tấn rác thải. Một tờ báo lề đảng cho biết là dịch tả heo phi châu đã lan đến tỉnh Bình Phước sau khi xuất hiện ở tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 4 vừa qua. Tin này được loan tải trong khi nhà cầm quyền Sài Gòn đang mở cuộc họp khẩn cấp để tìm cách đối phó, vì hơn 50% lượng thịt heo cung cấp mỗi ngày cho Sài Gòn là đến từ tỉnh Đồng Nai, nơi có đàn heo lên đến 2 triệu rưỡi con. Theo công bố của giới chức tỉnh Đồng Nai thì hiện có 4 ổ dịch ở 2 huyện Trảng Bom và Nhơn Thạch,
các gia đình chăn nuôi ở các nơi bị dịch đã bị cấm mổ và vận chuyển thịt heo vào Sài Gòn trước khi nạn dịch đã được ngăn chặn. Vào hôm thứ Tư 8 tháng 5, 4 quốc gia là Hoa Kỳ, Nhật, Ấn Độ và Phi Luật Tân đã kết thúc cuộc tập trận kéo dài một tuần ở Biển Đông nhằm thách thức chủ quyền mà Trung Cộng áp đặt tại vùng biển này. Theo các nguồn tin quốc tế, thì Hải quân Nhật đã điều động một hàng không mẫu hạm đến tham gia, Ấn Độ cũng gửi đến một khu trục hạm và một hộ tống hạm. Trung tá Andrew Gluck, hạm trưởng khu trục hạm USS William P. Lawrence của Mỹ, cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường mối quan hệ quân sự với các nước đồng minh. Quân đội Bắc Hàn vào hôm qua cho biết là Bắc Hàn lại thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa, chỉ mấy ngày sau khi một đặc sứ Mỹ đến thủ đô Seoul của Nam Hàn để thảo luận về vấn đề vũ khí nguyên tử. Theo thông báo của quân đội Nam Hàn, cuộc thử nghiệm nói trên được tiến hành tại khu vực Pyongyang, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 75 cây số về hướng Tây Bắc. Hỏa tiễn này được phóng lên từ công trường Sinori, một nơi chuyên thử nghiệm các hỏa tiễn tầm xa. Vào hôm qua 9 tháng 5, chính phủ Đài Loan đã làm lễ động thổ xây dựng một cơ xưởng đóng tàu ngầm để đối phó với sự đe dọa càng lúc càng gia tăng của Trung Cộng. Phát biểu trong buổi lễ tại hải cảng Cao Hùng, Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn tuyên bố các tàu ngầm là vũ khí hữu hiệu để đánh bại Trung Cộng muốn đổ bộ tấn chiếm Đài Loan. Trung Cộng hiện có 75 tàu ngầm lớn nhỏ, trong khi Đài Loan chỉ có 4 tàu ngầm, trong đó có 2 chiếc mua của Hòa Lan vào 30 năm trước. Suốt nhiều năm qua, Đài Loan mời gọi các quốc gia trợ giúp chế tạo tàu ngầm, nhưng đa số đều không hợp tác vì bị Trung Cộng đe dọa. Theo kế hoạch, Đài Loan sẽ chế tạo 8 tàu ngầm chạy bằng dầu diesel, chiếc đầu tiên dự trù sẽ hạ thủy vào năm 2025. Vào hôm thứ Tư mùng 8 tháng 5, lực lượng an ninh Venezuela trung thành với nhà độc tài Nicolas Maduro đã bắt cóc ông Edgar Zambrano, cánh tay phải của thủ lãnh đối lập tổng thống tự phong ông Juan Guaido. Theo tường thuật của nhân chứng, ông Zambrano, phó chủ tịch quốc hội, đã bị đám mật vụ chặn xe, lôi ông lên một chiếc xe thùng trước khi phóng đi. Vào hôm qua, chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo là chế độ Maduro sẽ gánh thêm hậu quả nếu không phóng thích ông Zambrano. Trước đó một ngày, tức là ngày hôm thứ Ba mùng 7 tháng 5, để chuẩn bị cho việc bắt giam, Quốc hội bù nhìn Venezuela đã thông qua nghị quyết tước bỏ quyền đặc miễn của ông Zambrano và 6 dân biểu khác. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ trong vinh quang. Liên tục chương trình qua chương mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Cánh Cò với tựa đề Đoàn Thị Hương, ai là người té nước theo mưa, sẽ được Hoàng Ân trình bày sau đây. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ trong vinh quang. Sân bay Nội Bài Hà Nội vào ngày 3 tháng 5 đã mục kích một cuộc chào đón khá lạ lùng, hàng trăm nhà báo, cùng với cả cục trưởng cục lãnh sự, cán bộ ngành ngoại giao, hàng chục luật sư trong Hội Luật sư Việt Nam cùng nhiều người khác chào đón một người vừa từ cõi chết trở về, đó là cô Đoàn Thị Hương. Lạ lùng vì Hương không có công trạng gì với quốc gia dân tộc để được chào đón trọng thể như thế. Mà cô là một tội phạm quốc tế, can tội cùng với đồng phạm là cô Siti Aisyah, quốc tịch Indonesia, tham dự vào cuộc ám sát ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với đương kim chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào tháng 2 năm 2017. Bản án cho một tội danh giết người tại Malaysia thường kết thúc với án tử hình hay chung thân, nhưng do hai nghi can là người nước ngoài nên phiên tòa có khác với thường lệ. Đoàn Thị Hương ngay từ khi bị bắt, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên tục tuyên bố rằng cần phải xác minh quốc tịch của cô, mặc dù giấy tờ tùy thân và hộ chiếu do Việt Nam cấp phát đang được cơ quan điều tra Malaysia nắm giữ. Trong suốt thời gian dài bị giam, cô không được chính phủ Việt Nam cung cấp luật sư
Mãi đến lúc gần đây, một nhóm luật sư tư nhân tự nguyện sang Malaysia tham gia đọc hồ sơ và xin bảo vệ cô. Nghi phạm thứ hai là cô Siti Aisyah, mang quốc tịch Indonesia, ngay từ ngày đầu tiên bị cơ quan điều tra thụ lý, đã có sự hiện diện của một nhóm luật sư Indonesia đại diện cho cô đến nghe và tư vấn. Thời gian hơn 2 năm trong nhà giam, nếu Đoàn Thị Hương không có một chút hy vọng mong manh nào cho số phận của mình, thì ngược lại Siti Aisyah luôn được chính phủ Indonesia theo dõi, động viên và can thiệp bằng vũ khí ngoại giao cho vụ án của cô. Ngày 11 tháng 3 năm nay, thẩm phán tòa án Malaysia đã hủy bỏ cáo trạng đối với Siti Aisyah và lập tức cô này được trả tự do tại tòa. Trong khi đó, cùng một vụ án, nhưng Đoàn Thị Hương vẫn tiếp tục bị giam giữ để ra tòa lần kế tiếp. Luật sư của Hương là ông Hissam Thepotik miêu tả sự sụp đổ của Hương sau khi nghe phán quyết của tòa án vì quá bất công đối với cô. Sự bất công mà Đoàn Thị Hương than vãn thật ra không phải từ phán quyết mà được định đoạt từ nỗ lực vận động ngoại giao của chính phủ Indonesia, bao gồm cả Tổng thống Joko Widodo. Theo The Guardian, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gặp Thủ tướng Malaysia ông Mahathir vào tháng 7 năm ngoái để vận động cho vụ việc của cô Siti Aisyah, sau đó gặp một lần nữa với ông Mahathir, Tổng trưởng Quản lý Malaysia Tommy Thomas. Chính phủ Indonesia cũng cho biết việc thả cô Siti là kết quả của việc vận động hành lang cấp cao liên tục. Tòa Malaysia thả cô Siti Aisyah ra trước, chứng tỏ chính phủ Malaysia phản hồi tích cực trước những vận động của chính phủ Indonesia đã làm hết sức mình cho một công dân đang bị giam giữ tại nước ngoài. Đó là các vận động ngoại giao của Indonesia, còn Việt Nam đã làm gì cho Đoàn Thị Hương? Một ngày sau khi phiên tòa thứ 22 phán quyết trả tự do tại tòa cho cô Siti Aisyah, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gọi điện thoại cho Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saffron Abdullah yêu cầu trả tự do cho Đoàn Thị Hương. Người ta không tin một cú phone lại có thể làm cho Malaysia phải sợ hãi mà phóng thích Đoàn Thị Hương, nhưng người ta tin rằng tòa án hủy cáo trạng giết người và chỉ kết án cố ý gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm đối với Đoàn Thị Hương là phù hợp với bản án cũng bị hủy đối với cô Siti Aisyah, mặc dù Việt Nam không có một động thái nào can thiệp cho Đoàn Thị Hương trước đó. Nói một cách công bằng là Đoàn Thị Hương ăn theo Siti Aisyah, và công bằng hơn nếu chính phủ Indonesia không vận động thì Đoàn Thị Hương không có cái để mà ăn theo. Vậy tại sao Đoàn Thị Hương khi về đến Nội Bài lại được xem như một người hùng vừa được thoát án tử hình? Không khó để trả lời rằng báo chí đang kéo dư luận về một phía nhằm cảm ơn chính phủ Việt Nam đã can thiệp cho Hương có tự do hôm nay. Bằng chứng là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố: "Chúng tôi vui mừng trước việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương đã được trả tự do và trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Đây là kết quả của các nỗ lực bảo hộ công dân của chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Liên đoàn Luật sư của Việt Nam cùng với các luật sư người Malaysia. Đồng thời, chúng tôi ghi nhận các cơ quan chức năng Malaysia thời gian qua đã tích cực giải quyết vụ việc. Đây là điển hình cho hành động té nước theo mưa của chính phủ Việt Nam. Công trạng bảo hộ người dân của chính phủ Indonesia bị Bộ Ngoại giao Việt Nam lươn lẹo để trở thành kết quả của mình. Bất kể dư luận báo chí quốc tế rõ ràng rành từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc vụ án, theo phân tích của nhà báo Nguyễn Thông thì té nước là động tác vung nước lên thành những giọt nhỏ giống như hạt mưa vào lúc trời đang mưa. Sự trà trộn này khó bị phát hiện, khó phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước té. Đoàn Thị Hương vốn là một ngôi sao xấu, từng có những vết đen trong quá khứ, tuy được Bộ Ngoại giao nâng cấp thành một ngôi sao sáng, cô vẫn không thể nào lấp liếm được sự thật về hành vi tội phạm của mình. Chỉ có điều, từ một tội phạm biến thành một ngôi sao,
qua bàn tay của chính phủ Việt Nam thật đáng cho người ta suy gẫm về tính chân thực, lòng tự trọng quốc gia và nhất là sự dối trá phi biên giới đáng ghi vào lịch sử của ngành ngoại giao nước nhà. Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplesongnui.com. Khán giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Bàn ngang tán dọc. Anh Thái Hòa và anh Hướng Dương à, mấy hôm nay hai anh có nghe tin gì về ông tổng chủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa không? Mấy hôm trước đây, cả hai bà phát ngôn Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Quốc hội Bùi Nhìn Việt Nam đều nói rằng đồng chí tổng bí đã hồi phục và sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Sao đến nay vẫn chưa thấy đâu cả? Chị Tâm Anh à, hơi đâu mà tin vào lời nói của người Cộng sản. Nửa thế kỷ trước, ông Tổng thống Thiệu đã nói rằng đừng tin những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Cho tới bây giờ tôi thấy câu nói đó vẫn đúng y bon. Vẫn biết là như vậy, nhưng tại sao mà họ cứ phải nói dối với dân mình mãi như thế? Họ càng dối trá thì người dân càng khinh bỉ, đảng và nhà nước càng mất uy tín chứ có ích gì. Họ càng che đậy bưng bít thì người dân lại càng tin vào các nguồn tin lề trái thôi. Dân không tin, không hợp tác thì làm sao mà cai trị được? Ôi giời ơi, họ cai trị bằng gian trá và bạo lực. Họ có công an nè, có súng đạn, có nhà tù, chứ họ có cai trị bằng pháp luật, bằng công lý và lẽ phải đâu. Thế anh Thái Hòa và chị Tâm Anh có theo dõi đám tang của Lê Đức Anh không? Ông Trọng làm trưởng ban tang lễ mà vắng mặt thì rõ ràng mười mươi là có vấn đề rồi, chối quạnh mãi sao được. Thì lời chấn an của bà Ngân, bà Hằng đủ cho thấy ông Trọng có vấn đề rồi, chỉ không rõ tình trạng nặng nhẹ ra sao thôi. Còn những việc như nhận điện chia buồn của nước này nước khác hay gửi điện chúc mừng Bắc Triều Tiên, chúc mừng vua Thái Lan, chúc mừng tân tổng thống Ukraine v.v. thì ai mà làm chả được. Trong phủ chủ tịch có các ban bệ lo những chuyện ấy, chứ ông chủ tịch dù còn sống hay là còn khỏe thì cũng đâu bao giờ phải nhúng tay vào. Thái Hòa thấy rằng họ đóng kịch vụng quá, dở quá đi, mà dân mình thì cũng đã quá quen với các kịch bản nhàm chán này rồi, có mấy ai thèm quan tâm nữa đâu. Ai cũng biết tổng đó là trò hề rồi, chẳng những vô ích mà còn làm cho người dân khinh thường nữa. Rõ ràng là người dân vẫn cứ tin vào các nguồn tin lề trái, chứ chẳng ai mà tin vào cái loa tuyên truyền của nhà nước rồi. Các anh có nhớ mấy năm trước, trang mạng Anh Ba Sàm đã đưa ra những thông tin và bài viết làm cho chế độ Cộng sản điên đầu không? Ồ, chị nhắc tới nhà báo Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Anh ấy là người khởi xướng trang mạng Anh Ba Sàm, vừa mãn hạn tù 5 năm. Nghe đâu nhà nước cũng phải huy động cả mấy tá công an chìm nổi để ngăn chặn những người muốn gặp anh Ba Sàm đấy. Coi vậy mà họ vẫn còn sợ anh nhà báo này lắm. Đúng rồi, họ sợ là phải, vì anh này vốn là con nhà Cộng sản nòi. Bố anh là đảng viên cao cấp giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đảng. Anh ta vốn là một sĩ quan an ninh, được đào tạo bài bản. Những tướng công an như Tô Lâm, Bạch Thành Định, Hoàng Phước Thuận v.v. đều là bạn học cùng lớp với anh ta ở trường an ninh trước đây cả đấy. Nguyễn Hữu Vinh đã làm việc trong ngành công an từ rất lâu, có chân trong chuyên án ông Võ Đại Tôn năm 1984, nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều tra. Sau khi rời khỏi ngành công an năm 1999, anh ta đã mở dịch vụ thám tử tư nhân. Khi phong trào viết blog bùng nổ, thì anh ta khởi xướng trang blog Anh Ba Sàm và trở thành trang blog nổi tiếng từ năm 2007. Những bài trong trang Anh Ba Sàm thì có nội dung đa dạng, nhưng đáp ứng được nhu cầu khẩn thiết của người dân là tìm kiếm sự thật mà hệ thống tuyên truyền của nhà nước luôn luôn bưng bít, nên số người truy cập tăng rất nhanh. Từ vài ngàn mỗi ngày lên đến vài chục ngàn và cả trăm ngàn lượt người vào mỗi ngày những năm sau đó. Họ sợ anh ấy như vậy, cũng tương tự như dối trá thì phải sợ sự thật, hay bóng tối thì phải sợ và lùi bước trước ánh sáng vậy. Chắc là vì trang blog có nội dung bất lợi cho đảng Cộng sản nên họ đưa vào tầm ngắm để tìm cách dập tắt các nguồn tin ấy chứ gì. Tự do ngôn luận ở Việt Nam là như vậy đấy. Đúng vậy, trang báo được nhiều người hưởng ứng và hợp tác.
Trong ấy phải kể đến Nguyễn Thị Minh Thúy, là một người nội trợ trẻ sinh năm 1980 quản lý. Khi thấy trang báo được đông đảo người truy cập, thì nó trở thành cái gai nhọn trước mắt an ninh cộng sản, họ phải tìm cách nhổ đi. Bởi vậy đã nhiều lần bị đánh sập, nhưng chỉ ít giờ hay ít ngày lại sống dậy, và còn sống mạnh hơn nữa chứ. Điều đó cho thấy thái độ phản kháng của người dân, ủng hộ tiếng nói lề dân rất là mạnh mẽ. Chính xác, về nội dung thì trang báo này càng ngày càng thấy xuất hiện nhiều bài viết có giá trị cao, lý luận sắc bén, có lập trường vững chắc do nhiều cây viết đứng đắn ở trong nước cũng như hải ngoại tham gia. Có tác dụng mở mang dân trí, tấn công thẳng vào thành trì lý luận, ngụy biện, vòng vo của Đảng và Nhà nước Cộng sản. Những tác dụng ấy không nhỏ, ảnh hưởng đến cả cán bộ đảng viên, khiến cho Bộ Chính trị phải quyết định ra tay với cái anh chàng Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh dám phản Đảng này. Nếu như Tâm Anh nhớ không lầm, thì sau 7 năm hoạt động, năm 2014, anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị bắt vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự 1999. Sau 2 năm bị giam cầm, để điều tra thì anh Nguyễn Hữu Vinh đã bị kết án 5 năm tù giam, và chị Nguyễn Thị Minh Thúy thì bị 3 năm. Có rất nhiều tình tiết lý thú trong vụ anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh này, từ việc ngăn cấm, đe dọa, bắt giữ, điều tra, luận tội và xét xử, được nhiều tác giả viết, tập hợp thành một quyển sách Anh Ba Sàm dày 400 trang, mà ngày 15 tháng 3 năm 2016 đã được tủ sách trực tuyến lớn nhất thế giới là Amazon cho phát hành song ngữ Việt Anh. Đấy, thấy chưa? Nếu Cộng sản không bắt anh Ba Sàm vào tù mấy năm thì chưa chắc các tác giả đã viết thành cuốn Anh Ba Sàm ấy. Nên cổng trừ nhân chia ra đó thì thấy việc bỏ tù anh Ba Sàm chẳng có lợi bao nhiêu cho chế độ độc tài. Chẳng những dư luận ở trong nước mà nhiều tổ chức quốc tế cũng lên tiếng phản đối bản án 5 năm tù dành cho anh Ba Sàm vì đây là hành vi bóp nghẹt tự do ngôn luận. Ngay khi ra tù, anh này cũng chưa yên thân đâu. Theo anh cho biết, công an đã tịch thu trên 1.000 trang ghi chép của anh trong thời gian thụ án. Đây chắc chắn là những chi tiết đấu tranh ở trong tù, anh có thể phổ biến cho thế giới biết sự thật nhà tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam như thế nào. Nhưng dù có bị thu giữ, thì với kinh nghiệm nghề nghiệp chắc chắn anh cũng có thể viết lại đầy đủ những gì anh đã trải nghiệm như quyển Những Mảnh Đời Sau Song Sắt của cựu tù nhân Phạm Thanh Niên đã xuất bản trước đây đó. Có tịch thu cũng vô ích mà chỉ tỏ cho người dân thấy được bộ mặt thực phi nhân của chế độ Cộng sản thôi. Hy vọng là anh này vẫn còn đủ sức khỏe và nghị lực để theo đuổi con đường đấu tranh cho sự thật và lẽ phải mà đã bị gián đoạn trong thời gian tù vừa qua. Hướng Dương hy vọng là anh sẽ tái ngộ bà con trên mạng càng sớm càng tốt. Đúng thế, nhưng chúng ta phải kết thúc ở đây vì thời gian không cho phép. Thôi, hẹn Tâm Anh với Hướng Dương 2 tuần nữa gặp lại nhau nha. Tâm Anh, Hướng Dương, Khánh Hòa xin hẹn gặp lại quý thính giả trong một bàn ngàn tán dọc lần tới. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Chế độ Cộng sản đã gây ra bao thảm họa cho đất nước và dân tộc. Một trong những thảm họa được xem là tai hại nhất, tạo nhiều hệ quả nghiêm trọng và lâu dài, nhất là sự hủy hoại các căn bản truyền thống cốt lõi của hệ thống giáo dục Việt Nam. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Sự Phá Sản của Nền Giáo dục Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, nhân dịp 30 tháng 4, đánh dấu 44 năm Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam bằng bạo lực, dư luận quần chúng đã bàn thảo nhiều về những sự mất mát của đất nước và dân tộc do biến cố đau thương này gây ra. Trong những mất mát đó, sự hủy diệt hệ thống giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa là thiệt hại được nhiều quan tâm nhất. Trong một tài liệu vừa được quảng bá rộng rãi, giáo sư Phạm Cao Dương, một nhà sử học và cũng là một nhà mô phạm lâu đời của miền Nam, nhận định rằng nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa đặt căn bản trên 3 nguyên tắc: nhân bản, dân tộc
và khai phóng. Theo ông, ba nguyên tắc này là tôn chỉ và cũng là mục đích của hệ thống giáo dục miền Nam, nhằm hướng tới quốc gia, dân tộc và con người. Dựa trên truyền thống văn hóa lâu đời, với các căn bản này, hệ thống giáo dục hoàn toàn độc lập với hệ thống chính trị. Đồng thời, tương quan giữa hai đối tượng của hệ thống này, thành phần thầy cô và thành phần học sinh, hoàn toàn có tính cách truyền thống đặt trên nền tảng đạo đức, không lệ thuộc vào khuynh hướng chính trị. Kể từ tháng 4 năm 1975, tại miền Nam, cũng tương tự như tại miền Bắc sau năm 1954, hệ thống giáo dục truyền thống đó đã bị triệt hạ, thay thế bằng một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, thay vì nhân bản, dân tộc và khai phóng. Các căn bản của nền giáo dục mới là giai cấp, đại đồng và ý thức hệ. Mục đích của nền giáo dục này không phải là phục vụ quốc gia, dân tộc và con người, mà là phục vụ giai cấp, phục vụ đảng, mà thực chất chính là phục vụ tập đoàn cầm quyền để duy trì ngôi vị lãnh đạo độc tôn, làm chủ nhân ông đất nước một cách tuyệt đối và vĩnh viễn. Hậu quả của sự thay thế này là tình trạng biến chất toàn diện, không chỉ trong hệ thống tổ chức, trong chương trình giảng dạy, mà cả trong con người của thành phần, thầy cô và học sinh. Về tổ chức, trường học là một cơ sở của đảng, hoạt động theo chỉ thị của đảng và do nhân sự của đảng điều khiển. Còn học trình là phương tiện để đảng tiến hành chính sách nhồi sọ và ngu dân. Thầy, cô thì biến thành những vật sở hữu của đảng mà sự kiện các nữ giáo viên ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đã bị cán bộ đảng buộc đi tiếp rượu các quan chức trong một buổi tiệc đã là một ví dụ tiêu biểu. Sự biến chất từng lớp học sinh được phản ánh trong nhiều lĩnh vực, mà đáng nói nhất là nạn bạo lực học đường. Và đáng nói hơn nữa, bạo lực không phải chỉ xảy ra trong giới nam sinh, mà đã lan rộng cả trong giới nữ sinh, như những vụ ẩu đả đã và đang tiếp ra nhan nhản tại các trường học từ Bắc chí Nam. Hiển nhiên, trong bối cảnh như vậy, thì trình độ tri thức của thầy giáo và của học sinh Việt Nam chắc chắn phải bị ảnh hưởng. Một ví dụ cụ thể nhất là ảnh hưởng này có thể nhìn thấy qua chương trình TV trò chơi Ai là Triệu Phú trên đài truyền hình VTV3 Hà Nội, chiếu ngày 9 tháng Giêng năm 2007. Thí sinh tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, được giới thiệu là giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình. Trả lời câu hỏi nguyên văn như sau. Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, ai là người không phải là anh em ruột với ba người kia? Cô Tâm suy nghĩ một lát rồi nói. Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả. Hình như đó là một gánh cải lương. Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. Riêng Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, tôi không biết ba ông này có phải nghệ sĩ cải lương như Nhất Linh không. Trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, học sinh lớp 8 đã học về nhóm Tự Lực Văn Đoàn và biết khá rõ về những tác phẩm của các nhà văn trong nhóm. Sự kiện một giảng viên đại học ngành sư phạm của chế độ Cộng sản mà mô típ về các nhà văn này đã nói rõ trình độ tri thức và hiểu biết lịch sử của tầng lớp thầy cô hiện nay. Và tình trạng thầy cô như thế thì đương nhiên tầng lớp học sinh phải yếu kém, suy bại. Nếu giáo dục được xem là nền tảng của một quốc gia, vì đây là hệ thống đào tạo nhân tài cho đất nước, thì rõ ràng là Việt Nam đang phải đối diện với một tương lai đen tối, cùng với bao thảm họa khác mà đất nước đang phải gánh chịu.
sự phá sản của hệ thống giáo dục nói riêng và sự suy vi của nền văn hóa Việt nói chung là hậu quả của sự thống trị mà tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã áp đặt trên đất nước mấy chục năm qua. Vì vậy, loại bỏ sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng những là công cuộc toàn dân Việt cần làm, mà còn phải nỗ lực hoàn thành càng sớm càng tốt để giảm thiểu những tác hại mà tập đoàn này gây ra cho đất nước và dân tộc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lưu Văn Vịnh, sinh năm 1967, bị bắt ngày 5 tháng 10 năm 2018 với bản án 15 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daploisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt. Người đã yêu tôi, thương
cơn mê say gọi tên người mãi. Còn nhớ không vui một chiều êm nắng mưa còn rơi gợi niềm cay đắng là mất nhau rồi là đời chia lối nỗi buồn. Ta ôm tình từng ngày, hồi
sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần, xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Thank you.
thành.